Chào các bạn đến quê hương Sóc Trăng. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem về cái tỉnh Sóc Trăng phát triển kinh tế nông nghiệp về mô hình trồng dưa lưới tại huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Mời các bạn cùng mình xem nha. Sóc Trăng đã bao đời dầm mưa dài nắng, đổi lấy chén cơm thơm ngon như sữa mẹ mát ngọt đời con. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt cuốn dòng phố xa, đường qua Trường Khánh có người bạn qua tù chế. Hôm nay mình đi về quê ở Sóc Trăng nha các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn xem cái mô hình trồng dưa lưới được hiệu quả kinh tế rất là nhiều ha. Đây là cái đường đi ra cái vườn dưa lưới ha. Mình sẽ quay cho các anh chị xem. Đây là dưa mình mới cấy xuống ăn. Thì mình sẽ trồng vô cái ô này nè, cái chậu này nè. À, cái này là kêu bằng cái giá thể trồng. Giá thể trồng thì trong đây gồm có phân bò, sơ dừa cho cấu và các phân hữu cơ ha. Thì mình trồng về mình sử dụng hệ thống nước tưới tự động nè các bạn. Sử dụng hệ thống tưới nước tự động thì giúp cho cây nó phát triển tốt hơn và mình rải phân nó cũng dễ nữa. Đây là cái mình mới xuống giống được 5 ngày. Chút mình sẽ quay qua bên kia cho các anh chị xem cái dưa lưới mà trồng cái nhiều ha. Đó, trước mặt mình là cái dàn nhà dưa lưới là hai nhà nha. Hai nhà dưa lưới thì đang trồng cho trái cũng lớn rồi đó. Ông kỹ sư ổng đang ở trồng, ổng đang chăm sóc á. Ôi chào kỹ sư. Ủa bên đây là bốn nhà hay là ba nhà? Bốn nhà luôn hả? Quá tợ luôn rồi. Bốn nhà dưa lưới luôn. Ủa trái bự hết rồi. Đây là cái dàn dưa lưới là trồng là gần thu hoạch của kỹ sư Nguyễn Duy nghe các anh chị. Cái này là được mấy tháng rồi anh Duy? Dạ, hai tháng rưỡi hả? Đây là kỹ sư Duy nghe các anh chị, là chuyên trồng về các dưa lưới. À, gần hào cái này là bao lâu nữa mới thu hoạch? Một tuần lễ nữa. Một tuần lễ nữa ha. Ừ, cái này là giống dưa lưới. Giống dưa lưới là trồng về là không có phân phun thuốc nè.
Đây là mình cái trái này cũng 2 ký mấy hết hết trơn hả? Dạ, 2 ký mấy. 2 ký mấy trơn. Quá trời. Quá trời đẹp luôn. Trồng thẳng băng luôn ha. Một cây là mình cho một trái à? Dạ. Một cây cho một cái à. Đó, cái này là trái này lúc trên cao luôn rồi. Này là sử dụng hệ thống phun nước tự động, tưới nước tự động hết. Vô đây là các bạn vô đây là phải khử khử trùng trước khi vô để cho không có bị lây bệnh nhiễm bệnh ha. Năm nay giá làm sao? Giá được không? Giá cũng được. Mấy chục? 35 tới 40. 35 tới 40 ngàn là mấy anh chị mà trồng dưa lưới là giàu hết trơn rồi. Năm nay là ngon rồi. Trái quá trời đẹp luôn nè. Trái quá trời đẹp luôn. Đi xuống sau nè mình tham quan cái mô hình trồng dưa lưới của anh Di ở Sóc Trăng. Thì các anh chị nào mà muốn thoát đói giảm nghèo á thì mình tham quan cái mô hình này, mình học hỏi theo cái mô hình trồng dưa lưới này nè để mình phát triển kinh tế gia đình ha. Hay là sử dụng cái bồn phân tưới phân tự động nè nha. Đây là hút vô để tưới nước tưới phân luôn. Đó, chút mình sẽ qua bên bển mình quay cho các anh chị xem tiếp ở bên kia là được 4 nhà nữa. 4 nhà lưới nữa. Tổng cộng anh Duy là được 4 8 9 cái nhà lưới luôn. Để chút mình bay livecam mình bay lên cho các anh chị xem cái mô hình trồng dưa lưới tại Sóc Trăng được đạt hiệu quả kinh tế cao. Mình không sử dụng phân thuốc hóa học nha. Cái này là ăn rất tốt, lại không có sử dụng phân thuốc hóa học. Rồi một tuần nữa là thu hoạch, là thu hoạch hết hết này luôn, hết làm sao luôn hả sao? Từ từ ô à? Bên đây bên nhà này, bên nhà bên kia. Hai nhà. Còn cái kia là trồng sao hả? Cái lúc trồng sao thu ngay trung thu. Mình canh được ha. Còn cái bên đó là mới xuống cây giống. Mới xuống cây giống. Bên anh Di có hỗ trợ kỹ thuật cho các anh chị mà mới trồng dưa nha. Mới trồng dưa mà mình không có hiểu về kỹ thuật á, thì ảnh sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho mình trồng dưa. Rồi đầu ra thì ảnh cũng có đầu ra luôn, tại vì cái ảnh trồng số lượng rất là nhiều, đầu ra thì bao đầu ra luôn, hỗ trợ cho các anh chị nào mà muốn trồng dưa lưới á, hỗ trợ kỹ thuật cho. Thì mình ở đây là ở ngay chỗ xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Thì các anh chị nào mà có muốn tham quan cái mô hình trồng dưa lưới á, thì về ngay xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng, gặp cái nhà lưới của dưa lưới của anh Di, thì anh sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho bà con để bà con trồng dưa lưới để xóa đói giảm nghèo ha. Trái nào cũng như trái nấy hết. Nè, quá trời đẹp luôn. Cái giống này là giống mới nha, giống mới trồng. Tính mình chuyến này chắc về đó đổi nghề là trồng dưa lưới luôn rồi. 1 ký là 35.000, cái 2 ký là 70.000, cứ 1 giây giờ là mình được là 70.000 ha. 70.000 đồng 1 giây. Thì trồng chỉ có là 3 tháng là bán à. Từ khi trồng đến thu hoạch là khoảng 3 tháng, 3 tháng là bán. Một năm mình làm được tới 4 vụ, 3 vụ, 4 vụ, mà tùy theo mình canh cái thời điểm nào mà có giá thì mình làm. Với mình nhà lưới mình nhiều thì mình trồng sang kẻ.
thì mình quay cho các anh chị xem thôi, còn cái phần nào mà kỹ thuật về trồng dưa lưới á, thì các anh chị muốn kỹ thuật á, thì để mình để số điện thoại trên màn hình để cho các anh chị tư vấn kỹ sư Nguyễn Duy. Rồi đây mình sẽ đi qua cái nhà lưới bên đây nữa nha, rồi giúp mình đi xe qua cái nhà lưới bên kia nữa để cho các anh chị xem về cái quy mô trồng dưa lưới của anh Nguyễn Duy tại Sóc Trăng đó. Ở sau đó, ở sau là cũng bốn cái nhà lưới. À, cái nhà này với cái nhà nãy là cũng thu hoạch một lượt đó. À, trồng này là mình mỗi ngày là phải ở ngay vườn mà phải chăm sóc, mình theo dõi đó coi phát triển sao, mình chăm sóc từ ngày luôn rất là kỹ. Nó ra cái đọt đó là nó đâu nuôi được trái phải không, phải cắt bỏ phải không. Cái này còn cả tầng nữa là nó lớn nhiều nữa không, ở tầng nó dữ dữ vậy, không, dữ vậy mà tại vì lúc này mình đang tạo ngọt cho nó tạo ngọt ha, tạo ngọt. Gần thu hoạch rồi mình tạo ngọt tạo màu cho nó. Cái này là đang tưới ha. Quá đẹp không các anh chị? Ở dưa lưới thì trồng được tất cả trên lãnh thổ của Việt Nam mình nha, chứ không phải là mấy chỗ khác trồng được. Đây là ở Sóc Trăng vẫn trồng được bình thường. Quá trời trái nào đều 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 nhau hết trơn luôn. Cái giống này giống mới hơn hởm không? Hồi hởm cái giống cái lưới bao bao vòng 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 nó bự hơn. Đến qua quay nhà sao. Hay tiếp tục mình đi dẫn cho các anh chị tham quan cái vườn dưa lưới được 45 ngày ha. Đó, 45 ngày mà nó trái nó cũng bự rồi nha. 45 ngày. Đây, trái nó đây. Trái này bây giờ cũng khoảng 1 kg nha, 45 ngày là trái đựng ký rồi. Thì năm nay thì dưa được ba mươi mấy 40.000 ký thì lãi cũng rất là cao ha. Với mình trồng vậy là đỡ tốn chi phí nhiều lắm, chi phí phân thuốc này kia đỡ lắm, tại mình khép kín rồi. Phân mình đưa ống truyền thẳng vô đây rồi, đỡ tốn chi phí được phân thuốc và này nó sạch với môi trường nữa. Một cây là để cho một trái ha, một cây là chỉ cho một trái thôi. Đây, cây nào cũng có một trái, cây nào cũng có một trái hết, trái quá đẹp luôn. Anh đang pha phân để tưới vô, đặng bơm vô trực tiếp vô gốc luôn nè. Mình pha vô đây cái mình bơm lên cái mình tưới trực tiếp luôn. Đây là cái hệ thống tưới phân tự động của cái bộ dưa lưới này, dàn dưa lưới này.